đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 1, biến thành Suối Tiên. Mới đây, đại sứ đặc mệnh và toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio đã phản hồi bằng công hàm gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ và một số vướng mắc của tuyến metro số 1, biến thành Suối Tiên, sau khi nhận được thư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi đại sứ vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Theo nội dung công hàm, ngài đại sứ cho rằng dự án tuyến metro số 1, biến thành Suối Tiên là một biểu tượng rất có ý nghĩa cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia và việc hoàn thành đưa vào vận hành dự án này sẽ là cột mốc đặc biệt trong quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đại sứ cũng cho biết, ngay sau cuộc họp của đại sứ với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao ngày 16 tháng 4 năm 2024, đích thân đại sứ đã gặp và trao đổi với lãnh đạo công ty Hitachi ở Tokyo. Lãnh đạo các nhà thầu, tư vấn của Nhật Bản xây dựng tuyến metro số 1 và các bên cũng đều có nhận thức chung nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc bên cạnh phải bảo đảm chất lượng và an toàn cao nhất cho dự án. Trên cơ sở đó, liên quan đến tiến độ dự án, ngài đại sứ cũng cung cấp một số mốc tiến độ quan trọng như đến hết tháng 7 năm 2024. Công tác thử nghiệm của toàn dự án mới hoàn thành, tháng 8 và tháng 9 năm 2024 thực hiện công tác đào tạo, tháng 10 và tháng 11 năm 2024 sẽ tiến hành công tác vận hành khai thác thử. Đến đầu tháng 12 năm 2024 sẽ bàn giao cho phía Việt Nam để phục vụ công tác nghiệm thu, thẩm định cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, ngài đại sứ cũng đề nghị phía Việt Nam các vướng mắc tồn tại nhiều năm nay liên quan đến tranh cãi về điều khoản hợp đồng và việc kéo dài thời gian thực hiện dự án. Đề nghị thành phố cho sớm thành lập ban xử lý hòa giải tranh chấp, cũng như đề nghị hỗ trợ bổ sung một số khoản chi phí phát sinh cho các nhà thầu. Sau khi nhận được công hàm của ngài đại sứ, về phía ban quản lý đường sắt đô thị, chủ đầu tư dự án đã báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án, ban quản lý đường sắt đô thị đang tiếp tục trao đổi với các nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu Hitachi để tiếp nhận sớm một phần thiết bị và hệ thống để phục vụ cho tư vấn NJPT triển khai công tác đào tạo thực hành, mà không cần phải đợi đến cuối tháng 7 năm 2024 như nội dung trong công hàm của đại sứ, nhằm rút ngắn thời gian công tác đào tạo, các học viên của Việt Nam có thêm cơ hội thực hành cũng như đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành của dự án.